style from it. And now we are getting on the bus and let's see our activity together. Let's go. Again, and now our team of Department of Tourism has arrived at Bonani Diesel Primary School that is in Slavelet, a rowing commute and some round this city can have rowing. And our team has arrived and they are set up and preparing some activity to the kids. And now if you want to see what are the activity about, so let's go and see together. This project. Finally, thank you to HR lecturer that he gave opportunity for us to do the small project that I can say that we learned a lot from all of them. After we did a great job and we did a lot of things like play a game, like teaching them something like that. And now I would like to ask some of them about their feeling, about their suggestions, about what they got from us. And now let's go to ask them together. Okay, turn on.
mà chúng ta mới ổn về cho ổn ổn đến thật đi mà đấy ồ hay ngày nắng bong ban trong mò chạy cả chi tiết ai cũng ổn 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 miệng rõ đá nó bê đà bong trong mò xuống xuống tục ổn ổn chẳng lắm miệng rõ mấy ổn xảy sợ bài hãy cho ổn rõ vinh hay ổn mình tập hành trong ai bong mò thiệt hả hay ổn ban riêng để kết khắc cái mũ bong bong ngày nắng ôi bắt chùm riêng bắt chùm riêng ấy kết khắc hả hay đang game tí à hay đang game hay ôn bài vậy hay bắt chùm riêng nó bắt chùm riêng là biết mấy từ hả ôi em mình xí xong tí à hay hay mình tiết hay bắt chùm riêng ấy kết tiết ôi xa trên này tiết ở con tràn ôn ôn đã ban ngày đang chùm lại phê về riêng mau một bộ bong bong ôn chùm lại phê một bong bong ở bên ấy tê ở miền ta ai mui tuôn đọc ôn sấy sạp tới điên tới điên bán tới chuyên kê ra con nào ok